Phạm Hoàng Nhiệt Độ Điện xin chào các bác. Như hôm nay em lên sóng em có một cái chiếc máy điều hòa một cục của hãng Kurumi, một con đời 2020 các bác nhé, như mới tinh bên Nhật. Nếu mà nói bên Nhật thì họ chưa dùng đâu, để mang về bên mình thì bán thành hàng cũ thôi. Nhưng còn bên Nhật máy mới tinh chưa dùng đâu, đời 2020 các bác nhé, rất là hiếm luôn, không có nhiều. Dàn mới tinh các bạn này, dàn mới tinh nhé, chưa dùng bên Nhật, bên trong mới tinh luôn, con của hãng Kurumi này, mới tinh tinh, kiểu sáng choang luôn. Đấy, ống thì là ống đồng nhé các bạn nhé. Đấy, tất cả đều ống đồng hết chứ không có phải là hàng Nhật ống nhôm đâu ạ. Có cái tản nhiệt thì nó là đương nhiên là nhôm rồi. Con điều hòa một cục, con này thì em bán nó nhiều vô biên rồi, nhưng mà để đời cao này thì không có, ít lắm ạ. Cái này công suất của nó vào khoảng 7.000 BTU các bạn, 7.000 BTU nhé. Điều hòa một cục cửa sổ, đây là cái khe thổi khí lạnh của nó này. Đấy, đây là cái khe thổi khí nóng, khi thoai khe thổi khí nóng thì nó chỉ bé như này thôi, nó chỉ vào khoảng 5 phân thôi, cao dọc theo cái chiều này hay khoảng 60 phân chiều cao của cái khe này. Đấy, vào mùa hè thì các bác dùng con này rất là tiện. Các bác mà hay phải di chuyển đấy, lắp đặt các nơi thì đặt lên cửa sổ, cái là các bác cắm điện là chạy thôi, rất là mát nhé. Nhiệt độ máy nó xuống vào khoảng dao động khoảng 15 đến 18 độ C như những chiếc điều hòa treo tường thôi. Đấy, con này đi theo một chiếc điều khiển đa năng nhé. Máy chạy điện 100V, đấy cho nên các bác phải mua thêm đổi nguồn cho máy. Chiều ngang này nó vào khoảng sấp xỉ 40 phân, 35 phân, 25, 36 phân, chiều cao thì vào khoảng 75 phân. Đặt lên cửa sổ thôi, điều hòa một cục mà. Năm nào em bán vài trăm chiếc này rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là đời thấp thôi, còn đời 2020 thì rất là hiếm. Con này em bán là 4 triệu rưỡi nhá. Con này mà vào mùa hè thì cả tầm nửa tháng thôi ạ, miền Bắc nó nóng lên thì con này không bao có giá dưới 5-6 triệu đâu ạ. Còn con máy này bên Nhật thì họ vẫn bán ở trên trang của họ là 17 triệu các bác nhé, không phải là rẻ đâu ạ, một cục này vẫn 17 triệu đấy. Xin các bác xem, còn em để số 3 đời 2020 có một chiếc duy nhất thôi, giá 4 triệu rưỡi, kèm điều khiển đa năng, bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn.